Được rồi, đây là cách mà mọi chuyện bắt đầu. Bạn bị đánh thức bởi một âm thanh lạ, nhưng không phải là tiếng đồng hồ báo thức. Bây giờ mới 5 giờ sáng. Sau vài giây bạn nhận ra âm thanh lạ đó là tiếng gõ trên cửa sổ. Nhưng bạn sống ở tầng 12 mà, ai hoặc cái gì có thể gõ cửa chứ? Người lau kính ư? Bạn sống trong một chung cư bình thường chứ không phải tòa nhà chọc trời với các văn phòng. Tiếng gõ ngày càng mạnh hơn. Bạn lấy hết can đảm đi đến cửa sổ, với lấy tấm rèm và đột ngột kéo nó sang một bên. Những gì bạn trông thấy thật tuyệt vời. Có những con cá nhỏ đang bay hoặc đang trôi ngoài cửa sổ, hàng nghìn con ấy. Một đàn cá mòi bay thẳng lên bầu trời. Vài con tạo ra tiếng gõ trên cửa sổ nhà bạn khi đi qua. Có nhiều cá đến nỗi bạn không thể thấy những gì xảy ra bên ngoài. Nhưng khi con cuối cùng bay qua, bức tranh toàn cảnh đã mở ra trước mắt bạn. Cá lớn, cá nhỏ bay giữa các tòa nhà. Bạch tuộc xé toạc không gian với các xúc tu vươn từ những đám mây tạo mưa. Một con cá voi khổng lồ đang dần trôi về phía chân trời. Phía trên nóc một ngôi nhà gần đó, hai con cá mập rượt đuổi 4 con sư tử biển. Một người hàng xóm vẫy tay chào bạn. Anh ấy đang cầm cần câu từ cửa sổ và đợi cá cắn câu. Một đàn cá heo bay ngang qua cửa sổ nhà bạn. Chúng vui vẻ huýt sáo như thể đang chào đón bạn. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Bạn bật tivi lên. Tất cả các kênh đều phát cùng một nội dung. Những sinh vật biển trên trái đất đã học bay, rời đại dương và lấp đầy không khí. Mọi chuyến bay trên toàn thế giới đều đã bị hủy. Và các tàu đánh cá thì đang ngồi không trên biển, đại dương, hồ và sông. Chẳng ai biết chuyện gì đã xảy ra cả. Chà, bạn mặc quần áo và đi ra ngoài. Rùa biển bò trên mặt đất. Chúng rung mình, vỗ vây và bay lên không trung. Một đàn tôm bay ngang qua bạn. Đại dương bị mất trọng lực của nó rồi sao? Điều gì đã xảy ra với nước? Bạn sống ở một thành phố cảng gần biển, vì vậy bạn quyết định đến đó xem sao. Bạn ra đến bờ và thấy mặt nước tĩnh lặng. Trọng lực dường như còn nguyên vẹn, nhưng các sinh vật biển vẫn tiếp tục bay lên không trung. 6 tháng sau, mọi người đã dần quen với hiện tượng tự nhiên mới, cá chiếm gần hết bầu trời. Một số sinh vật biển xâm nhập vào các lớp giữa của bầu khí quyển. Các loài chim nhỏ gần như biến mất vì sự hiện diện của loài cá săn mồi trên bầu trời. Nhưng những con chim săn cá lại tăng cân. Chúng đã ăn nhiều đến mức không thể bay được nữa. Những con mòng biển, chim hải âu, bồ nông và đại bàng mũm mĩm hầu như không thể đi lại và chịu được sức nặng của chính bản thân. Máy bay ngừng bay và việc đi lại bằng tàu thuyền tăng lên. Hệ sinh thái của thế giới đang hoàn toàn thay đổi. Đại dương dần không có sự sống. Số lượng vi khuẩn, vi sinh vật và các chất dinh dưỡng khác nhau trong nước đã di chuyển lên không khí. Mọi người thường bị ốm hơn và ở một số khu vực còn bị hiện tượng khó thở. Khi trời mưa, hàng triệu con tôm và cá nhỏ rơi xuống đất cùng với nước. Rất nhiều loài động vật có vú ăn cá bắt đầu chết đói. Chúng đi ra các con đường và đến các thành phố để tìm thức ăn. Các nhà khoa học nghiên cứu các sinh vật bay này và phát hiện ra rằng chúng đã thay đổi cấu trúc của phổi, nhưng làm sao có khả năng bay thì vẫn chưa biết được. Có vẻ như thiên nhiên vừa đẩy con người ra khỏi môi trường quen thuộc của họ. Ngư dân chế tạo khinh khí cầu để câu cá trên trời. Một số vận động viên ném thòng lọng vào những con cá voi đang bay rồi cưỡi chúng như những con ngựa khổng lồ, tuy rằng việc hạ cánh khá khó khăn. Những sinh vật trước đây chỉ bơi dưới đáy của đại dương giờ đây lại định cư ở các độ cao lớn. Các nhà nghiên cứu phát hiện ra những loài cá mới chưa từng được biết đến. Từ đáy đại dương, một con bạch tuộc khổng lồ bay lên trời. Nhiều người gọi nó là Kraken. Con quái vật này đã tìm thấy một ngôi nhà mới ngay trên đỉnh Everest. Giờ ai cũng sợ leo lên ngọn núi này. Những sinh vật ở dưới sâu nhất vươn tới không gian. Trên ISS, các phi hành gia quan sát những con vật tuyệt đẹp bay ngang qua. Chúng dường như đến từ hành tinh khác chứ không phải trái đất. Ở một số khu vực, cá mập lao xuống đất để kiếm thức ăn. Tại đây mọi người rất sợ ra đường. Các công ty đánh cá mua những chiếc Boeing khổng lồ và gắn lưới vào để bắt cá trên không. Tuy nhiên các chuyến bay không an toàn, đặc biệt là khi cá voi đột nhiên xuất hiện và lao vào đường bay. Các nhà chức trách áp đặt lệnh giới nghiêm ở nhiều thành phố. Mọi người leo lên mái nhà để chiêm ngưỡng một cảnh tượng đáng kinh ngạc vào ban đêm. Sứa bay lơ lửng trên không. Nhờ có protein phát quang sinh học trong người, sứa phát sáng, các ngôi sao trên trời kết hợp với những sinh vật neon trong suốt. Nhưng hãy cẩn thận, Một số loài sứa rất độc, có người đã bị những con sứa tuyệt đẹp mê hoặc đến nỗi chạm vào chúng và phải nhập viện. Do sợ hãi trước điều kiện mới, các con mực đã thả mực vào không khí. Khi nhiều con làm điều này, mực sẽ chặn ánh sáng mặt trời. Ùn tắc giao thông hàng loạt xảy ra trên các tuyến đường do lươn điện bay qua đường và làm giật đèn giao thông. Trong khi cả nhân loại đang nhìn lên bầu trời, hầu như không có ai để ý những gì đang xảy ra dưới đây. Trên khắp thế giới, người bị khuyết tật một cách kỳ lạ xuất hiện trong các bệnh viện. Những cái lỗ kỳ quái hình thành dưới tai mọi người. Các bác sĩ không hiểu họ đang giải quyết vấn đề gì. Nhưng sau đó, một trong số các bệnh nhân nhảy xuống hồ và hóa ra anh ta có thể thở dưới nước. Tất cả mọi người đều phát triển mang. Lúc đầu, hầu hết mọi người đều từ chối xuống nước. Nhưng việc phổi thay đổi đã buộc họ làm vậy hoặc dành phần đời còn lại của mình với chiếc mặt nạ phòng độc. Một số người vui vẻ xuống nước và bắt đầu cuộc sống mới. Cơ thể con người thích nghi với nhiệt độ thấp và áp suất cao. Con phải làm nhiều việc để tạo ra các thành phố và cơ sở hạ tầng. Nhưng mọi thứ không quá tệ. Có nhiều không gian dưới nước hơn trên đất liền. Một năm sau... Ban đêm, một cơn bão mạnh ập đến. Bạn sống ở một thị trấn ven biển và ngắm biển dữ dội qua cửa kính. Sét rạch ngang trời, những con sóng lớn ập vào bờ và một cơn mưa như trút nước biến cát thành đất sét ướt. Sáng ra chắc sẽ có rất nhiều cá dạt vào bờ. Bạn nghĩ rồi đi ngủ. Bỗng tiếng ồn lạ đánh thức bạn. Cảm giác giống như hàng trăm nghìn bàn tay đang vỗ gần cửa sổ phòng bạn. Bạn đi ra ngoài và thấy một đám đông đang đứng trên bờ biển. Tiếng lộp độp ngày càng lớn và tiếng đó đến từ hàng tấn cá dạt vào bờ biển. Chúng đã mắc cạn vài giờ nhưng vẫn còn sống. Chúng giãy và đập cơ thể trơn trượt của mình vào cát. Bạn nhìn thấy nào là cá chép, cá hồi, cá mòi, thậm chí cả vài con cá mập trắng to lớn. Chúng tràn đầy năng lượng, cạp hàm răng to tướng. Không hiểu sao, giờ đây mọi loài cá đều có thể hít thở không khí như người. Bạn giúp mọi người ném cá xuống nước. Bạn có thể thấy chúng bơi xuống dưới sâu biển cả. Nhưng một số con ngoi lên và bơi sát mặt nước, tận hưởng không khí trong lành. Bạn đã giúp phần lớn cá trên bờ, ngoại trừ cá mập. Cần cẩu cứu hộ đến. Nó nhấc đuôi để nâng từng con cá mập lên, sau đó đưa con cá về phía biển và thả ra. Xem tin tức, bạn biết được rằng cá hít thở không khí không chỉ dạt vào bờ biển ở thành phố của bạn. Người dân tìm thấy chúng ở bãi biển trên khắp thế giới. Các nhà khoa học và nhà nghiên cứu biển đã tham gia hành trình đi biển để nghiên cứu hiện tượng độc đáo này. Đến tối muộn, họ thông báo kết quả của cuộc nghiên cứu. Giờ đây, mọi sinh vật biển có mang cũng có khả năng thở bằng phổi mới phát triển. Chúng có thể ở trên đất bao lâu tùy thích. Những sinh vật này chỉ cần có một chút nước để uống, giống như các sinh vật sống khác. Cá hấp thụ nước và truyền qua mang. Mang có các cơ quan thụ cảm đặc biệt giúp hút không khí từ nước và đưa không khí đến máu của cá. Bằng cách này, cơ thể chúng lấy được liều lượng oxy cần thiết cho sự sống. Sau đó, carbon dioxide được hình thành. Nó đi vào máu của cá, sau đó đi qua mang và được thải về nước. Khả năng hít thở qua mang vẫn không thay đổi, nhưng cấu trúc cơ thể của những sinh vật này giờ đã khác. Chúng đã phát triển phổi và đường hô hấp. Khi ở trong nước, cá đóng đường này lại và chặn kết nối với phổi. Theo cách này, nước sẽ không vào đó được. Nhưng khi cá ở trên mặt nước, nó đóng mang lại và mở đường kết nối với phổi qua miệng. Sự biến đổi kỳ diệu này chưa mang lại những thay đổi đáng kể cho thế giới. Cá heo và cá voi vẫn luôn có phổi. Không khí đi qua lỗ mũi nằm trên đỉnh đầu của chúng. Lỗ này được gọi là lỗ phun nước. Cá heo ngồi lên mặt nước, hít đầy không khí vào phổi và lại ở dưới nước trong vài phút. Giờ đây, không chỉ cá heo mà tất cả các sinh vật biển đều bơi sát mặt nước. Bạn lên thuyền để tham gia một chuyến du ngoạn trên biển và tận mắt chứng kiến hiện tượng gây sốc này. Càng ra xa bờ, bạn càng thấy nhiều cá trong nước. Chúng nhảy lên cao và lặn trở lại như cá heo. Có vẻ chúng rất thích thú với khả năng mới của mình. Có rất nhiều cá đây. Vài chục con cá nhảy vào thuyền của bạn. Vậy là bạn ném chúng trở lại biển. Bạn nhìn thấy một cái vây lớn nên đã tắt động cơ. Một con cá mập đang bơi cách bạn tầm chục mét. Nó có kích thước bằng chiếc thuyền của bạn. May là nó bị những con cá khác làm phân tâm và sẽ không săn đuổi bạn. Bạn xoay thuyền và quay về bờ. hoàng hôn buông xuống, thành phố đã lên đèn. Dưới nước có rất nhiều con sữa phát sáng cùng thực vật phù du, vì thế nước có màu xanh và tím sáng. Bạn bị cảnh tượng này mê hoặc và không để ý thấy rằng thị trấn đột ngột tắt đèn. Bạn có thể nghe thấy tiếng mọi người la hét. Càng vào gần bờ, tiếng la hét và âm thanh bị nghiền nát của vật nào đó càng lớn. Cuối cùng, bạn đến bến tàu, xuống thuyền và thấy một phần của bờ kè đã sụp đổ. Nhiều thuyền bị lật, đèn đường bị gãy và dây điện bị rách. Một vệt dài chất lỏng trong suốt và nhớt từ thị trấn kéo đến bến tàu. Bạn trượt ngã trên chất nhờn này một hai lần gì đó. Đường phố vắng tanh vắng ngắt, ô tô bị bỏ lại, cửa sổ kính trong các ngôi nhà đã vỡ tan, rác thải ở khắp mọi nơi và chất nhờn cũng lên láng trên đường. Bạn nghe thấy âm thanh lộp bộp phát ra từ một con hẻm tối. Nó đang đến gần bạn. Một con bạch tuộc nhỏ xuất hiện trên đường. Nó di chuyển theo kiểu của nhện. Với sự trợ giúp của các xúc tu, sinh vật này trèo lên một chiếc ô tô, nhảy lên tường và bò lên. Sau con bạch tuộc này, một con khác xuất hiện. Một số con mực đi theo nó. Một vài con đang vụng về bò về phía bạn. Bạn lui lại một bước. Ngày càng có nhiều mực và bạch tuộc xuất hiện trong con hẻm tối. Một số con còn to bằng xe ô tô. Bạn nhìn thấy một chiếc xe đạp nằm trên mặt đất và ngồi lên xe. Bạn đang đạp xe qua những con đường vắng vẻ với một đội quân bạch tuộc bò phía sau lưng. Mặt đất dưới bánh xe đạp của bạn bắt đầu rung chuyển. Bạn nghe thấy tiếng gầm chói tai của một con thú nào đó. Bạn quay lại nhìn và ngay lập tức hối hận. Một con quái vật khổng lồ có kích thước bằng một tòa nhà 5 tầng và trông na ná con mực, đánh sập tường của ngôi nhà gần nhất chỉ với một cú đập của chiếc xúc tu khổng lồ. Sinh vật này đã ngoi lên từ góc tối nhất của biển cả. Từ khi có một cặp phổi, nó mong ngóng được hít thở không khí trong lành, sạch sẽ. Bản năng đã đưa nó lên mặt đất, nơi nó ngửi thấy nhiều mùi thức ăn. Ánh đèn thành phố đã thu hút sự chú ý của Kraken. Với các xúc tu khổng lồ. Nghe này, một cơn lốc màu đỏ quét dọc theo bờ biển Australia và tiến về thành phố gần nhất. Cơn lốc này độc đáo không bởi màu sắc, mà bởi những gì ẩn chứa bên trong. Đó là những con cá mập trắng lớn, cá mập đầu búa, cá mập hổ và cá mập bò. Cá mập đấy! Chúng bay vào trong cơn bão, ngoạm hàm và cố gắng làm một miếng thịt. Những ai thấy hiện tượng kỳ lạ này từ bên ngoài sẽ nghĩ rằng họ lỡ uống phải rượu. Nhưng đây là sự thật đấy. Một cơn lốc cá mập thực sự có tồn tại đấy. Hay là không? Cùng tìm hiểu nhé! Năm 1877, một cơn lốc xoáy khá bất thường đã tấn công một trang trại ở Nam California. Khoảng 6 con cá sấu nhỏ dài khoảng 30 cm từ trên trời rơi xuống vào ngày hôm đó. Năm 1894, một cơn lốc xoáy đi qua nước Anh và thả sứa độc vào mọi người. Có phiên bản kể rằng ngày hôm đó có nòng nọc thay vì sứa rơi xuống đất, nhưng nghe vẫn kỳ lạ. Ở Kentucky năm 1876 có trận mưa hài đen. Tôi thì thấy không hài lắm đâu nhé, có thịt rơi từ trên trời xuống. Người dân địa phương nếm thử chúng và nói rằng vị giống như thịt cừu hoặc thịt nai. Tuy nhiên, sau đó, các chuyên gia phát hiện có một đàn chim ó đã bay qua khu vực đó. Những con chim cảm thấy không khỏe và nôn ra bữa trưa của chúng ngay trên không trung. Và sau đó, tôi nghĩ rằng những người dân địa phương đã thử nó cũng nôn luôn. Năm 1947, cá từ trên trời rơi xuống Marshville, Louisiana. Năm 2005, một trận mưa mang theo hàng ngàn con ếch ở Serbia. Năm 2010, một thị trấn nhỏ ở Úc đã hứng chịu một trận mưa cá rô. Và bây giờ, hãy tưởng tượng rằng tất cả những hiện tượng kỳ lạ này là do một tập đoàn phản diện nơi có những thiên tài độc ác làm việc, và một trong số đó là bạn. Vì vậy, bạn quyết định tạo ra trận đại hồng thủy tự nhiên đáng kinh ngạc nhất trong lịch sử, một cơn lốc cá mập. Nghe thì bất khả thi, nhưng bạn sẽ cố gắng, bởi vì bạn cũng rảnh háng mà. Thế thì trước tiên, chúng ta cần hiểu máng xối là gì. Đó là một cột không khí xoay tròn, chứa đầy mây. Dòng xoáy này xảy ra trong cơn giông bão khi không khí ấm giải phóng một lượng nhiệt lớn. Nhiệt lượng này trở thành năng lượng dịch chuyển các dòng không khí tăng lên. Không khí ẩm ấm này bay lên và không khí lạnh, khô đi xuống. Sự chênh lệch nhiệt độ duy trì sự thiếu ổn định và giúp lốc xoáy phát triển. Khi hình thành trên mặt nước, cơn lốc xoáy sẽ trở thành vòi rồng. Nó có thể hút các hạt nước biển, một số vật thể và thậm chí là cả cá nữa. Nhưng mọi thứ đều phụ thuộc vào sức mạnh của cơn lốc này. Bạn có thể đã nhìn thấy nó khi những cơn lốc xoáy nâng ô tô lên không trung hoặc xé toạc mái nhà của các tòa nhà. Có một đoạn video trên Internet quay cảnh một cơn lốc xoáy thổi bay những con bò lên không trung, và một con bò bình thường nặng khoảng 635 cân đấy. Để so sánh, cá mập trắng lớn nặng khoảng 2.000 cân. Nếu một cơn lốc xoáy có thể nâng được nhiều bò, thì nó cũng nâng được một con cá mập. Nhưng ngoài loài cá mập trắng lớn, còn có cá mập hổ, cá mập bò và cá đầu búa. Tất cả chúng đều nhẹ hơn cá mập trắng, vì vậy chắc chắn rằng lốc xoáy cũng có thể nâng chúng lên không trung. Được rồi, bây giờ ta có thể xác định được khả năng rồi. Bước tiếp theo là tạo ra một cơn lốc xoáy thực sự. Để làm điều này, bạn cần làm nóng không khí và sau đó làm cho nó quay. Không khí lạnh sẽ bắt đầu đi xuống và bạn sẽ có gió lốc. Một kỹ sư đến từ Canada tên là Lewis đã chế tạo thiết bị tạo ra lốc xoáy. Anh ấy đã tạo ra một số nguyên mẫu trước khi lắp ráp một động cơ xoáy thực sự. Theo anh, ai cũng có thể làm được. Tuy nhiên, loại lốc này rất nhỏ. Thiết bị của anh tạo ra những luồng khí mỏng xoáy và tạo ra những cơn lốc